tiếp vào con Omni Sansui anh em nhá. Đôi loa cửa hàng bán giá 4 triệu rưỡi tại cửa hàng. Đôi loa đẹp như mới luôn, như mới luôn. Xin nhấn mạnh anh em điều đó. Đây là 201 CD2 bát 16 và một loa chép ở chỗ này. Đấy. Chưa mở một con ốc anh em lưu ý nhá, chưa mở một con ốc. Clip này cửa hàng test thêm thôi. Chiều dài nhất là 35, còn cạnh còn lại là 22 và cạnh chiều sâu là 20. Đấy. Loa được sản xuất tại Mỹ luôn. Loa này nó làm vát một bên anh em nhá. Mang giấy và gân vải nên là nó không mục miếc, thì nên là không phải tháo ốc ra để làm gì cả. Và loa này zin tuyệt đối cho anh em luôn, nhấn mạnh anh em điều đó nha, để anh em tránh phải hỏi là đồ có zin có xịn hay không. Và cái loại này thì nó là xịn 1000% chứ đừng nói 100%, bởi vì loa này anh em lên thị trường, lên mạng tìm xem hỏi là có nơi nào bán loa nhái loại này không thì anh em cũng không mua được đâu, bởi vì nó có đâu, nó có sản xuất loa nhái cái loại này đâu mà mua được. Nói vậy để anh em hiểu được là cái dòng loa này như vậy nhé. Sản xuất tại Mỹ luôn, riêng cái mã này sản xuất tại Mỹ luôn. 201 CD2 monitor. Ở đây là những cái lỗ người ta treo bên nước ngoài em nhá, người ta treo lên tường ấy. Đấy. Dùng làm loa lời hoặc là hát karaoke luôn nhá. Phòng nhỏ anh em có thể hát luôn được nhá. Đấy. Lắp thêm con sub điện là chiến luôn. Loa đẹp như mới tinh luôn, xin nhấn mạnh anh em điều đó. Trong mong sẽ có một ngày.